Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình. Thưa quý vị, một sự việc gây chấn động nền giáo dục nước ta. Một đối tượng với chức danh hiệu trưởng một trường học đã sử dụng quyền lực và tiền bạc để gạ gẫm các học sinh bán thân. Không chỉ vậy, những nạn nhân này còn bị tha hóa khi trở thành kẻ môi giới cho tên hiệu trưởng. Kết cục cho kẻ cuồng tình và những đứa trẻ mờ mắt vì đồng tiền sẽ như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang hoàn tất kết luận điều tra vụ án đối tượng Sầm Đức Sương, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang trong vụ án ân ái với những học sinh chưa tuổi thành niên. Những đối tượng trong tầm ngắm của thầy giáo suy đồi đạo đức này là các học trò trong trường của mình. Quá trình điều tra cho thấy ông Sầm Đức Sương trong một thời gian dài liên tục ân ái với nhiều bạn tình, còn ngồi trên ghế nhà trường. Không chỉ dẫn trò vào các nhà nghỉ hạng sang để thỏa mãn thú tính mà nhà giáo này còn hành sự ngay trong phòng làm việc của mình. Trở lại phiên tòa phúc thẩm, Sầm Đức Sương đã không thừa nhận mình dùng tiền để gạ gẫm các bị cáo Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thanh Thúy và các học sinh khác. Ông Sương đã có những lý lẽ bi hài đến mức có thể đi vào lịch sử tố tụng. Ông Sương cho rằng Hằng, Thúy là học sinh cá biệt thường bị Sương nhắc nhở nên có âm mưu trả thù từ trước. Việc Hằng và Thúy khai ra hành vi phạm tội của Sương là vu khống nhằm làm hiệu trưởng phải mất chức. Ông Sương còn lớn tiếng khai mình không có khả năng quan hệ người lớn, viện cớ bị tiểu đường nặng, u tinh hoàn và đòi cởi quần trước tòa để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Tuy nhiên, trước những bằng chứng đanh thép, hắn ta đã không thể chối cãi được mình đã ân ái với hai em học sinh của trường là Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy. Thông qua các đối tượng này, đối tác của Sương còn có các em học sinh khác là NTP, HTT. Danh sách bạn tình của Sương chưa chịu khép lại khi hắn còn quan hệ với một số nữ sinh khác thông qua Hằng, Thúy giới thiệu. Bò bọc trong chuỗi dài những tháng ngày tội lỗi này là những lần Sương gọi Thúy lên bảo muốn nâng hạnh kiểm, sửa học bạ thì thấy ok, nhưng phải vui một tí. Tính đến khi bị bắt, Sầm Đức Sương ân ái người lớn với Nguyễn Thúy Hằng 4 lần và trả cho nữ sinh này 3,1 triệu đồng. Qua sự dẫn dắt của Hằng, Sương cũng tiếp cận được với nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy. Sau 3 lần mây mưa, Thúy được nhận 650.000 đồng tiền bo từ thầy hiệu trưởng dây xuồng này. Chưa thỏa mãn thú tính, sau các lần quan hệ với Hằng và Thúy, Sương luôn đặt vấn đề nhờ tìm các nữ sinh còn trong trắng để mua và hứa ngọt ngào. Nếu người nào còn trong trắng thì trả từ 3 đến 4 triệu đồng, nếu đã mất thì chỉ 1 triệu đồng. Không chỉ biết vui cho mình, Sương còn hào phóng giới thiệu cho các đối tác khác. Bị can Nguyễn Thị Thanh Thúy đã từng khai. Vào một buổi tối, Sầm Đức Sương có gọi điện cho Thúy nói lát nữa có một chị bạn của thầy gọi điện cho em đấy, em cứ đi theo chị ấy. Sau lần bán thân ở khách sạn Hương Trà, huyện Vị Xuyên này, số tiền nữ sinh trẻ người ngân dạ nhận được là 500.000 đồng. Trước đó, Sầm Đức Sương gọi điện bảo Hằng đón Nông Thị P và Nguyễn Thị Thanh Thúy xuống nhà nghỉ Thùy Linh ở Tân Quang, Bắc Quang để bán thân cho Sầm Đức Sương và hai người bạn của Sương. Tại đây, em Nông Thị P vào phòng gặp Sương. Sương đặt vấn đề mua vui nhưng P không đồng ý. Sương vẫn chơi đẹp, hào phóng, đưa cho P số tiền là 2,5 triệu đồng. Sau mỗi lần quan hệ, Hằng và Thúy được trả số tiền từ 200.000 đến 300.000 đến 1 triệu 2 triệu đồng. Hai nạn nhân trẻ nhất trong vụ án làm sững sờ dư luận này là NTN và NTTK, đều là học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở thị trấn Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang. Theo nguồn tin từ báo chí, khi vụ việc được phanh phui, có hai người tự xưng là người nhà của Sầm Đức Sương đến đưa cho gia đình bà Chu Thị Phương, mẹ của K, 25 triệu đồng để không viết đơn tố cáo nữa. Bà Phương bức xúc, gần đây họ tiếp tục nhắn tin sẽ bồi thường thêm cho cháu và đề nghị chúng tôi im lặng. Vợ chồng ông Lưu, bố của NTTK, cũng cho biết đã có hai người mang 35 triệu đồng đến nhà nói là bồi thường thiệt hại cho cháu NTTK và đề nghị gia đình không viết thêm đơn tố cáo nữa. Bản kết luận điều tra của cơ quan chức năng đã làm dư luận công chúng ngã ngửa về chân dung yêu dấu xanh gắn mác thầy giáo cao quý. Trước đó, vào 8 giờ sáng, phiên tòa được mở với không khí cực kỳ căng thẳng.
Lấy lý do là xử kín nên các cơ quan tố tụng tỉnh Hà Giang đã huy động khoảng 50 cảnh sát cùng chó nghiệp vụ để bảo vệ an ninh trật tự tại phiên tòa. Tất cả các con đường dẫn đến Tòa án Nhân dân tỉnh đều bị phong tỏa. Trước cổng tòa, hàng chục cảnh sát mặc sắc phục dàn hàng ngang kiểm tra kỹ giấy tờ của những người ra vào. Rất đông người dân cũng như phóng viên báo chí đều phải đứng từ xa nhìn vào. Đến 15:30, chủ tọa phiên tòa, ông Mai Đức Hùng quyết định cho phép báo chí được vào để nghe phần tuyên án. Bản án tập trung phân tích các hành vi phạm tội của bị cáo Sầm Đức Sương. Theo đó, bị cáo này gạ gẫm người chưa thành niên nhiều lần đối với nhiều người, nhưng trong quá trình xét xử đã không tỏ ra thành khẩn mà luôn một mực chối tội, cho rằng bị người khác bày mưu hãm hại. Luật sư Dương Trí Tuệ là luật sư tỉnh Vĩnh Phúc là người bào chữa cho bị cáo Lộc Vận Sương bị mắc các bệnh u nhảy màng tinh hoàn, rối loạn cương dương, tiểu đường tiếp 2, viên hoàng điểm do bệnh đái tháo đường ảnh hưởng lên mắt. Theo bản kết luận pháp y thì bị cáo Sương không thể quan hệ người lớn. Ngoài ra, luật sư cũng cho rằng cơ quan tố tụng không thu thập được chứng cứ như sợi tóc, tinh dịch, không quay phim chụp ảnh được hành vi phạm tội của Sương. Từ đó, luật sư đề nghị tuyên Sương không phạm tội và trả tự do ngay tại tòa. Thế nhưng, theo chủ tọa phiên tòa, việc mua vui từ người chưa thành niên và số lần mua của bị cáo Sầm Đức Sương phù hợp với những lời khai của hai bị cáo Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Thúy và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan khác tại tòa. Hội đồng xét xử dẫn chứng, trong khoảng thời gian gần một năm, bị cáo Sương đã 6 lần gạ gẫm bị cáo Hằng và 3 lần với bị cáo Thúy và 6 lần với những học sinh khác. Trong số các học sinh bán thân cho Sương thì có 3 người chưa thành niên, từ 16 đến dưới 18 tuổi, có 3 học sinh khác là trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi. Đáng chú ý, bị cáo Sương còn bị cáo buộc vừa dùng quyền lực để ép các nữ sinh phải bán thân. Đổi lại các nữ sinh này sẽ được Sương nâng đỡ trong học tập. Ngoài ra, lời khai của bị cáo Hằng, Thúy và một số nhân chứng tại tòa cũng thể hiện bị cáo Sương đã 10 lần quan hệ người lớn với nữ sinh ngay tại phòng làm việc của Sương. Bị cáo Sầm Đức Sương là hiệu trưởng của một trường trung học. Đáng lẽ bị cáo phải là tấm gương sáng giáo dục cho thế hệ trẻ. Không những bị cáo không làm tốt phận sự mà còn lợi dụng nhiệm vụ của mình để gạ gẫm đối với những học sinh mà mình có trách nhiệm quản lý. Không dừng lại ở đó, còn xúi giục các học sinh khác của mình vào con đường phạm tội. Sương không những xâm phạm vào an toàn trật tự xã hội mà còn xâm phạm đến sức khỏe, sự phát triển lành mạnh của những học sinh của mình. Việc làm của Sương ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nhà giáo, gây bức xúc cho nhân dân. Do đó, cần phải xử phạt nghiêm khắc để làm gương. Bản án nhận định, sau khi xem xét tính chất vụ việc, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sầm Đức Sương 9 năm tù giam tính từ ngày giam giữ. Bên cạnh đó, bị cáo này còn bị phạt bổ sung số tiền 5 triệu đồng. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hằng, hội đồng xét xử kết luận đã 3 lần môi giới, 6 lần bán thân. Tổng số tiền Hằng nhận được là hơn 2 triệu. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy bán thân 3 lần và môi giới cho 3 đối tượng hưởng lợi trên 500.000 đồng. Đánh giá hành vi môi giới bán thân của hai bị cáo Hằng và Thúy là hết sức nghiêm trọng. Nhưng bản án đánh giá các bị cáo phạm tội khi chưa đủ tuổi thành niên, nhận thức pháp luật hạn chế, phạm tội do người khác xúi giục sau khi bị bắt đã hợp tác, khai báo thành khẩn đối với cơ quan chức năng, nên được áp dụng mức phạt thấp nhất. Theo đó, bị cáo Hằng đã bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Thúy 30 tháng tù hưởng án treo, cả hai được tuyên bố trả tự do ngay tại tòa. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng cho rằng còn 4 đối tượng khác trong vụ án có hành vi môi giới bán thân nhưng đều ở độ tuổi vị thành niên, chưa nhận thức đầy đủ pháp luật và có hoàn cảnh khó khăn nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị, không ai có thể tin được rằng một nhà giáo lại có thể làm chuyện đồng trời như vậy. Thay vì giúp các em có một tương lai sáng lạng thì hắn lại khiến cuộc sống nạn nhân đi ngược lại với phát triển vốn có. Những kẻ làm ra chuyện suy đồi đạo đức, trái với pháp luật, trái với ngành giáo dục cần phải xử phạt thật nghiêm khắc để không làm xấu đi hình ảnh nghề giáo cao quý. Tới đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để cập nhật liên tục các vụ án gây bức xúc phải được lên tiếng và loại bỏ để giúp quý vị luôn có được những bài học cảnh giác cho riêng mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.